chào anh chị, em là Thư đến từ công ty Cách nhiệt Thịnh Phát. Hiện tại em đang đứng tại công trình nuôi cấy đông trùng hạ thảo được thi công bằng tấm panel EBS được cung cấp bởi công ty Cách nhiệt Thịnh Phát. Em xin mời các anh chị cùng tham quan. Hiện nay thì cái nhu cầu sử dụng dược liệu đông trùng hạ thảo này ngày càng cao. Tuy nhiên, ngoài môi trường tự nhiên thì đông trùng hạ thảo ngày càng khan hiếm. Do đó, các chủ đầu tư đã chuyển hướng sang là nuôi cấy đông trùng hạ thảo trong môi trường nhân tạo. Vật liệu khác thì các chủ đầu tư đã ưu tiên lựa chọn tấm panel cách nhiệt EBS để làm phòng nuôi cấy đông trùng hạ thảo. Để nuôi cấy được đông trùng hạ thảo thì các phòng nuôi cấy phải đáp ứng được các điều kiện sau, như là về nhiệt độ, về độ ẩm cũng như là cái độ sạch. Bởi vì là phòng nuôi cấy đông trùng hạ thảo thì cần nhiệt độ là từ 18 đến 22 độ C, về độ ẩm thì từ 70 đến 85 độ C, và kháng khuẩn sạch, để cái dược liệu đông trùng hạ thảo này được phát triển tốt nhất. Vì những cái lý do đó của cái phòng nuôi cấy đông trùng hạ thảo mà người ta đã sử dụng tấm panel EBS để thi công. Đầu tiên là tấm cửa panel EBS, tấm cửa của phòng công trình nuôi cấy đông trùng hạ thảo. Tấm cửa này thì được thiết kế bởi là cửa kính, khung bao kính, khóa tay quạt. Nên là nó có khả năng là cách nhiệt và không dẫn nhiệt. Nó giúp cho cái công trình của mình là không bị thất nhiệt. Ngoài ra thì phía dưới này là cửa panel được làm từ cái tấm panel EBS này. Cửa này thì có độ dày là khoảng là 50mm và được để phẳng. Cái việc mà để phẳng như vậy thì giúp cho cái công trình của mình là không bị bám bụi, dễ dàng vệ sinh. Đây là bảng lè tự nâng. Cái phần cánh cửa này thì được dùng tới ba cái bảng lè. Đây, theo các bạn đã thấy thì ở đây là phía trên là sẽ có hai cái bảng lè và dưới thì có một bảng lè. Tấm panel EBS này nó có khả năng bảo ôn nhiệt độ tốt bởi vì nó được cấu tạo từ 3 lớp. Hai lớp ngoài là lớp tôn lạnh có khả năng bức xạ nhiệt. Lớp phía trong là lõi EBS có chức năng chính là cách âm, cách nhiệt và bảo ôn nhiệt độ, giúp cho nhiệt độ của môi trường bên trong, giúp cho nhiệt độ nuôi cấy đông trùng hạ thảo luôn được giữ ở mức là 18 đến 22 độ C. Chức năng thứ hai của tấm panel EBS là cái ưu điểm thứ hai của tấm panel EBS là dễ dàng thi công. Chúng được định hình sẵn và có trọng lượng nhẹ, do đó là giúp cái việc vận chuyển trở nên dễ dàng hơn và việc thi công được trở nên nhanh chóng hơn. Và cái ưu điểm thứ ba của tấm panel EBS này là có khả năng chống thấm và chống ẩm, bởi vì là tấm panel EBS được cấu tạo từ tôn và lõi EBS nên nó có khả năng là chống thấm nước, chống ẩm, không tạo điều kiện cho các vi sinh vật gây hại phát triển, cũng như là có khả năng chống oxy hóa cao, giúp cho cái không gian bên trong công trình. Cái đây là vách của cái phòng nuôi cấy đông trùng hạ thảo. Vách này thì được cán phẳng vào việc là làm từ tấm panel EBS này mà giúp cho công trình của mình luôn giữ được cái mức nhiệt độ ổn định. Bởi vì là khi mà nuôi cấy đông trùng hạ thảo thì chúng ta cần giữ nhiệt độ từ khoảng 18 cho tới 22 độ C. Thì việc tấm panel EBS này thì nó còn, ngoài ra thì nó còn có một số ưu điểm như là chúng được định hình sẵn. Theo như các anh chị thấy thì ở đây chúng được cắt sẵn theo phần tấm, thì điều này giúp cho việc vận chuyển dễ dàng hơn mà thi công cũng nhanh chóng. Điều này giúp chúng ta tiết kiệm được
thời gian vận chuyển và thời gian thi công. Vừa có ưu điểm là cách âm, cách nhiệt hiệu quả thì chúng còn giúp là tiết kiệm điện. Nhờ đó mà chúng ta tiết kiệm điện năng được cho các máy làm mát như là máy lạnh hay là máy quạt trong công trình nuôi cấy của mình. Nếu như các anh chị đang có nhu cầu sử dụng tấm panel ABS để làm phòng nuôi cấy đông trùng hạ thảo, hay là có nhu cầu sử dụng các tấm panel cách âm, cách nhiệt cho công trình của mình, thì hãy liên hệ với bên công ty cách nhiệt Thịnh Phát qua số hotline 0903 659 678 để được tư vấn và báo giá một cách nhanh nhất.